Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh xác định đưa lưới thoát khỏi huyện nghèo là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị từ nay đến năm 2025. Tăng cường đào tạo kiến thức quốc phòng và an ninh cho học sinh sinh viên. Từ cơn sốt mạng xã hội, nụ Huế bộc trở thành một đặc sản được rất nhiều người trong cả nước săn lùng. Điều này khiến cho giá quả bảo ăn bình dân này trở nên đắt đỏ. Vừa rồi là những thông tin sẽ có trong chương trình sáng nay thứ tư ngày 10 tháng 4. Xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Huế ngày mới. Thưa quý vị, đưa A Lưới thoát khỏi huyện nghèo là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị từ nay đến năm 2025. Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc về công tác giảm nghèo quý 1 năm 2024. Dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng với các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh. Theo Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện A Lưới, quá trình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, các nguồn lực từ ba chương trình mục tiêu quốc gia đã tập trung cho công tác giảm nghèo của huyện. Tuy nhiên, số hộ nghèo toàn huyện năm 2023 vẫn cao, chiếm tỷ lệ 24,3%. Hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 15,65%. Đời sống của bà con nhân dân vẫn gặp nhiều khó khăn. Về chỉ tiêu phấn đấu giảm nghèo, huyện A Lưới đề ra mục tiêu năm 2024 giảm còn 15,9%, đến cuối năm 2025 giảm còn 12,01%. Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về kết quả thẩm tra việc đánh giá xác định các tiêu chí như tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, trình độ phát triển kinh tế xã hội của các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, thu nhập bình quân đầu người, khu vực miền núi, vùng cao, biên giới đến cuối năm 2023. A Lưới đạt 25 điểm. Căn cứ kết quả đánh giá chấm điểm các tiêu chí theo quy định, huyện A Lưới đảm bảo điều kiện để lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền, công nhận huyện A Lưới thoát khỏi tình trạng nghèo năm 2024. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tập trung các giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời vận dụng các nguồn lực khác để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đa dạng sinh kế. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, trong đó chú trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo của cả cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững. Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện. Để thực hiện triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ba chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung huy động các nguồn lực để triển khai có hiệu quả việc xóa nhà tạm và tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Các sở ngành của tỉnh và các phòng ban của huyện hướng dẫn cụ thể kịp thời các vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc nhiều hơn, tiếp tục hâm nóng khí thế giảm nghèo trong toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giảm nghèo bền vững tại địa phương, nhất là tuyên truyền cho các hộ nghèo về ý thức thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào nhà nước, phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng thôn, trưởng bản trong công tác giảm nghèo. Cùng trong sáng ngày qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi làm việc với các cơ quan địa phương để nghe việc triển khai chủ trương thực hiện xây dựng địa chỉ làng. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến nay có 9 trên 9 địa phương đã có ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng địa chỉ làng. Hai huyện Phong Điền và huyện Phú Vang đã ban hành kế hoạch thực hiện trong năm 2024. Trong đó, huyện Phong Điền dự kiến triển khai biên soạn cho 20 làng trên địa bàn huyện và đã phân bổ kinh phí hơn 800 triệu đồng để hỗ trợ cho công tác biên soạn địa chỉ làng. Đại diện lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử tỉnh cho biết, sau khi xin ý kiến góp ý của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đề cương khung, việc biên soạn đề cương khung đã hoàn thành và công bố. Hiện đã gửi cho các trưởng làng tại hội nghị gặp mặt các trưởng làng toàn tỉnh vào ngày 10 tháng 1 năm 2024. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thông tin cho hay, hiện nay các làng xã đang lưu giữ những văn bản quan trọng. Sở đã biên tập số hóa để hình thành các tập sách về văn hóa làng xã. Đây là nguồn tư liệu quan trọng để các làng có thể tham khảo việc lịch sử làng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định việc xây dựng hướng dẫn chung biên soạn dư địa chỉ là vô cùng quan trọng. Đây là chủ trương lớn của tỉnh với 35 làng có địa chỉ là kinh nghiệm quý để các nhà nghiên cứu xây dựng dư địa chỉ. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị các địa phương ra soát lại danh mục các làng, trưởng làng đang đương nhiệm, tiến hành cuộc vận động các trưởng làng để biên soạn dư địa chỉ,
hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu biên soạn, sưu tầm các tư liệu hiện vật, chuẩn bị lập danh mục các làng có đủ điều kiện để xây dựng dư địa chí. Việc huy động nguồn lực xã hội phải có phương thức phù hợp, kêu gọi vận động là chính. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị hiệp đồng huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ. Tại hội nghị, hai bên đã tiến hành thảo luận lấy ý kiến đóng góp bổ sung, làm rõ một số nội dung đi đến thống nhất trong công tác hiệp đồng bàn giao, tiếp nhận nguồn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời trao đổi thông tin và đánh giá về tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, những khó khăn thách thức trong công tác quản lý, nắm các nguồn thông tin từ ngư dân và xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Qua trao đổi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cũng đã đi đến thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong thời gian tới, trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về biển đảo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các ngư dân thường xuyên ra khơi bám biển, thường xuyên trao đổi, cung cấp kịp thời những tình hình trên biển, từ đó kịp thời phối hợp xử lý các tình huống, nhất là trong công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị địa phương giao nguồn cần thực hiện chặt chẽ công tác đăng ký, nắm nguồn, tuyển chọn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự, cần xác minh rõ ràng phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi kiện toàn nguồn nhân lực tàu thuyền, đáp ứng nhiệm vụ khi vươn khơi bám biển, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 152 KHUBND triển khai thực hiện đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 nhằm phát triển bền vững các cây công nghiệp chủ lực như cao su, hồ tiêu, chè theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đời sống dân cư nông thôn và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phấn đấu ổn định diện tích một số cây công nghiệp chủ lực như cây cao su đạt 5.100 ha, cây hồ tiêu đạt 180 ha, cây chè đạt 90 ha. Đào tạo tập huấn cho những hộ nông dân nhằm nâng cao trình độ về kỹ thuật thâm canh bền vững cho cây công nghiệp, có áp dụng công nghệ cao, các giải pháp kỹ thuật tiên tiến để cải tạo, chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại trên vườn cây công nghiệp. Theo đó, bên cạnh những giải pháp về công tác tuyên truyền phổ biến và tổ chức sản xuất, kế hoạch đã triển khai những giải pháp khoa học công nghệ như tập trung nghiên cứu chuyển giao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của sản xuất và thị trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo để tạo ra các giá trị và sản phẩm mới, nghiên cứu chọn tạo nhập nồi các giống cây công nghiệp chủ lực mới có năng suất chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, phù hợp với từng vùng sinh thái, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã có văn bản số 898/QĐ-BVH-TTJL cho phép Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thăm dò khai quật khảo cổ tại di tích Tháp Đôi Liễu Cốc thuộc địa bàn thôn Bảo Tháp, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Theo đó, thời gian thăm dò khai quật bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 5 tháng 7 năm 2024 trên diện tích 80 m², trong đó diện tích thăm dò 20 m² và diện tích khai quật 60 m². Văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng nêu rõ, trong thời gian thăm dò khai quật khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và cục di sản văn hóa. Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò khai quật khảo cổ, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, tránh bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó. Sau khi kết thúc đợt thăm dò khai quật khảo cổ, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý bảo vệ khu vực đã thăm dò khai quật khảo cổ và báo cáo khoa học gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thưa quý vị, giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính, giữ vai trò quan trọng trong chương trình học tập của học sinh sinh viên. Chính vì vậy, triển khai giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh sao cho thiết thực, hấp dẫn người học, sát với các yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả cao là những thách thức đặt ra cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên hiện nay. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế những ngày đầu tháng 4 có trên 1.000 sinh viên thuộc trường du lịch,
Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế đang say sưa luyện tập các tư thế vận động trên chiến trường với đề mục từng người tổ trong chiến đấu tiến công. Đây là bước huấn luyện mang tính tổng hợp nhằm rèn luyện cho sinh viên nắm được đặc điểm, mục tiêu, thủ đoạn của địch trong công sự và ngoài công sự, cách đánh của từng người tổ trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập chiến thuật cũng như chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Khi mà học ở cấp 3 thì các thầy chỉ nói qua về khái niệm sơ lược qua những động tác trên chiến trường như lăng le bò trường, đi khom. Và khi sau khi mà lên đại học thì tụi cháu được các thầy hướng dẫn chỉ dẫn lại từ đầu kỹ lưỡng hơn. Và các kỹ thuật trong chiến đấu, trong khi tiến công thì cháu thấy là các kỹ thuật này áp dụng vào thực tiễn để sát và thực tế hơn. Và trong tương lai nếu như có cơ hội để bảo vệ Tổ quốc thì cháu nghĩ những kiến thức mà các thầy hướng dẫn cho bọn cháu ngày hôm nay có thể vận dụng được trong thực tế. Sau khi tôi tham dự buổi học này thì tôi đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và những hiểu biết về quốc phòng an ninh. Và điều đó giúp cho tôi được biết thêm kiến thức về những lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng. Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh Đại học Huế đã đạt được những thành tựu to lớn. Trung tâm đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ, thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục Quốc phòng mà trực tiếp là Đại học Huế để xây dựng nội dung chương trình, đề cương môn học đúng quy định, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh sinh viên. Do đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh Đại học Huế đã đào tạo được 13 khóa với trên 13.800 học sinh sinh viên. Trong cái quá trình học thì chúng tôi nhận biết được những vấn đề về quốc phòng, nền quốc phòng của Việt Nam, về chính trị, về những đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Thì điều này nó làm cho chúng tôi nhận biết sâu sắc được những cái con đường đúng đắn và chúng tôi cũng ý thức được cái trách nhiệm của bản thân mình trong quá trình sinh hoạt. Môn học giáo dục quốc phòng an ninh là môn đặc thù, có cả lý thuyết, có cả thực hành. Cho nên chúng tôi chú trọng cái khâu thực hành. Và trong quá trình giới thiệu thực hành nên chúng tôi tập trung vào cái quy trình 3 bước. Bước thứ nhất là chúng tôi sẽ làm nhanh, bước thứ hai làm chậm và có phân tích, và bước thứ ba là làm tổng hợp. Hai là chúng ta tăng cường công tác quản lý sinh viên kết hợp giữa học và rèn, làm cho sinh viên hiểu được, biết được thì học trong quân đội là như thế nào, để sinh viên nắm và thực hiện phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, cũng như sau khi ra trường và về tại trường của mình. Đồng thời, trung tâm cũng đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa với nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi như thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Qua đó góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, rèn luyện kỹ năng sống tập thể và nâng cao chất lượng môn học. Sau khi kết thúc khóa học, đa số sinh viên đều có sự trưởng thành rõ rệt về cả tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, nếp sống tập thể và nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm công dân trong bảo vệ Tổ quốc. Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại huyện A Lưới. Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại huyện A Lưới đã có 700 đầu sách về các lĩnh vực được giới thiệu về văn hóa, xã hội, khoa học, lịch sử, truyền tranh và 15 bức tranh được trưng bày trong khuôn viên trường Trung học cơ sở Lê Lợi, thu hút được sự chú ý của các em học sinh và đại biểu tham quan trải nghiệm. Qua đó nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người cho học sinh, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng nhà trường, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập, đồng thời tôn vinh giá trị của sách, những người sáng tác, thư viện, tổ chức, cá nhân với những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Thủy tổ chức khởi công 6 ngôi nhà đại đoàn kết cho 6 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Thủy Phương. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. 6 hộ gia đình được khởi công nhà trong đợt này gồm các ông bà Trần Thị Thanh Mai, Nguyễn Văn Bòn, Nguyễn Thị Chạy, Phạm Thị Nhàn, Nguyễn Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Thương là những hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua nguồn quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng.
Ngoài ra, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thủy Phương đã trao 2 công trình nhà vệ sinh, mỗi công trình 5 triệu đồng cho 2 gia đình, ông Nguyễn Văn Bòn, tổ 6, phường Thủy Phương và bà Nguyễn Thị Chay, tổ 11, phường Thủy Phương. Theo số liệu thống kê năm 2023, Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và thị xã đã vận động tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng từ cả cá nhân tổ chức hảo tâm, qua đó hỗ trợ kịp thời cho 14 hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết, giúp đỡ 133 em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hỗ trợ 23 hộ tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Đầm phá Tam Giang cầu 2 rộng lớn và trù phú đã ban cho Thừa Thiên Huế nhiều món đặc sản chẳng nơi nào có được. Và con nuốt là một trong số đó. Là món ăn thanh mát, thường có trên mâm cơm của người Huế vào những ngày hè nóng nực như thế này. Nuốt dân dã, dễ mua với giá cả bình dân. Tuy nhiên gần đây thì từ cơn sốt của mạng xã hội, nuốt Huế bỗng trở thành một đặc sản được rất nhiều người trong nước săn đón. Điều này khiến cho giá của món ăn này từ bình dân trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với mọi năm. Những ngày hè nóng nực là thời điểm mà nuốt nổi lên nhiều và được các tiểu thương thu mua bày bán ở các chợ trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên năm nay, theo các chủ kinh doanh, nuốt Huế đã tăng giá khá cao. Nếu như năm ngoái, một bịch tầm 0,3 kg như thế này được bán với giá từ 20 đến 25 nghìn đồng, thì năm nay đã tăng lên 50 nghìn đồng. Đối với nuốt chân, giá đã tăng gấp đôi, gấp ba, rơi vào khoảng 220 nghìn đồng một ký. Giá nuốt năm nay tăng biến động so hơn mọi năm gấp 2 đến 3 lần luôn, cho nên đóng đi các tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Vũng Tàu, số lượng tăng đóng gấp nhiều lần so với mọi năm. Mọi năm thì thị trường Huế bán kéo dài được 2 đến 3 tháng, mà năm nay chắc sẽ nuốt sẽ ngưng sớm so với mọi năm. Năm nay nuốt cũng có, chuồng nuốt ba hột, nuốt với năm nay nuốt là gấp đôi nữa, mắc gấp đôi nữa. Năm ngoài là cả 35, 40 thôi, mà năm nay 70 nữa. Năm nay họ đóng đi nhiều á, mà không có. Và nguyên nhân đằng sau việc tăng giá này chính là đây. Bởi sự lan tỏa trên nền tảng TikTok, nuốt Huế được rất nhiều food review, TikToker nổi tiếng trên toàn quốc giới thiệu. Điều này gây ra sự tò mò trong giới trẻ khắp nơi và họ mong muốn được một lần ăn thử món đặc sản vẫn được gọi vui là sashimi của Huế. Nhu cầu tăng khiến cho thương lái thu mua nuốt để gửi đi nhiều hơn, kéo theo giá cũng cao hơn. Còn đối với những người sáng tạo nội dung, việc bắt trend cũng khiến họ có lời vì đem lại nhiều tương tác. Nên nuốt Huế cử thể trở thành một quán ăn được săn lùng rất nhiều trong mùa hè năm nay. Nền tảng TikTok thì cái đường là em thấy cái nuốt Huế nó khá là nổi tiếng và các bạn TikToker thay nhau để review. Nếu như mà các món bình thường mà nếu mà có cái lượt tương tác rất là mạnh ở trên TikTok thì các TikToker sẽ nhận được hai cái lợi thế. Thứ nhất là cái lượt view và cái lượt follow của họ tăng rất là nhanh, cái lượt tương tác cũng tăng rất là nhanh. Cái thứ hai là nếu như họ gắn cái link sản phẩm ở trên cái nền tảng của họ, khi mà người xem người ta cảm thấy thích thú và kích vào đó để mua sản phẩm thì họ sẽ được chia hoa hồng trên cái sản phẩm mà người xem đã mua. Trước nuốt Huế, mạng xã hội cũng đã từng sôi nổi với nhiều món ăn khác như gỏi gà mang cuộc xanh hay trà mạng cầu, và cùng khiến những mặt hàng này tăng giá chóng mặt. Việc nuốt Huế được mọi người biết đến nhiều là điều tốt để lan tỏa ẩm thực Huế đến với nhiều nơi. Tuy nhiên, những trào lưu trên mạng vốn luôn đến và đi rất nhanh. Và với mức giá như hiện nay, thì mùa hè này, người Huế sẽ phải trả một khoản chi phí cao hơn để ăn được món khoái khẩu này. Phần cuối của chương trình là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Độ ẩm phổ biến từ 67 đến 70%. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng biển cao 0,25 đến 1,25 m.